ớn lạnh lấy ruột của cha làm vòng cổ bí ẩn câu chuyện được hé mở chuyện nhân quả báo ứng một buổi sáng tháng 7 năm 1978 tại một cao nguyên huyện đài bắc hai vợ chồng thái a Vượng và người bạn thân lâm thuận sa cùng quậy gánh lên núi hái trái vải khi đi ngang qua một hang động bỏ hoang lâu năm thì bỗng thấy từ trong chạy ra ba con chó. Bông trốn ngậm nội tạng người, đang nhỏ máu long tông. Anh xa hiếu kỳ, rón rén bước vào đồng, xem sự thể như thế nào. Nhưng cảnh tượng đáng sợ trước mắt, khiến anh kinh hoàng, đứng chết sững. Một tiên sinh hơn 60 tuổi, đang nằm trên vũng máu. Ngực bụng bị xé rách, nội tạng bị ba con chó hồi nãy, ngoạm chạy ra ngoài. Càng kinh khủng hơn nữa, là ngồi bên cạnh sát chết là một cô gái điên đầu tóc bù xù đang cầm một khúc ruột của nạn nhân quấn quanh cổ chơi đùa anh xa sợ đến lòng tóc dựng đứng vội quay đầu chạy xa khỏi động lập tức cùng vợ chồng anh vượng đi báo án cảnh sát được tin vội đến hiện trường nhìn thấy nạn nhân ngoài việc bụng ngực bị moi khoét trống rỗng thì các chỗ khác không bị thương chi điều khó hiểu là cô gái điên bên cạnh vì sao không bị tổn hại gì? Tại sao mấy con chó chỉ cắn lão già mà không cắn cô? Bong nhiều nghi vấn nổi lên tính chất vụ án kỳ bí này như thách thức khả năng chuyên môn của những người trong bang phá án. Do sự hợp tác giúp đỡ của dân chúng, cảnh sát đã nhanh chóng điều tra ra tên người chết là Lưu Ký Đức, còn cô gái điên tên là Lưu Tú Tú, là con gái của ông. Hiện bị tâm thần nặng, họ ngủ tại trấn Thọ Lâm gần đây. Căn cứ theo hồ sơ thì năm 1949, ông rước theo chính phủ quốc dân tới Đài Loan, làm thẩm phán 28 năm. Ông có kiến thức luật phong phú, nhưng tâm bất chánh, tính tham tài, háo sắc cực độ, là vị quan tham nhũng tiêu biểu. Một năm trước, ông nghỉ làm về hưu ẩn cư tại trấn Thọ Lâm. Năm 1953, một vị quan thuộc ngành hải quan Đài Bắc tên là Ngưu Đồng Đoan, do tham ô mà bị tòa sơ thẩm tuyên án 10 năm tù. Trong lần tái xử án thì do thẩm phán cũ đã chuyển đi, ông Đức được cử đến nhậm chức xử lý. Tại Pháp Đình, thấy tình nhân của ông Đoan là Phấn Châu cũng đến dự thính. Do nàng rất xinh đẹp mỹ lệ, nên thẩm phán Đức cứ nhìn chòng chọc không rời. Sau đó còn cố ý ra oai, quát nạt ông Đoan, hâm rằng án tù 10 năm là quá nhẹ, nếu tìm ra tội chứng mới, ông sẽ phán ít nhất 15 năm. Ông Đoan nghe vậy quá sợ, chắp tay van cầu phán quan bao dung giảm án cho, nhưng ông Đức không chấp nhận. Mấy ngày sau ông Đức chủ động gọi điện hẹn gặp riêng luật sư biện hộ cho ông Đoan và nói ước mở rằng án của ông Đoan có thể nặng mà có thể nhẹ. Nếu như người đẹp Phấn Châu chịu ra mặt cầu xin thì may ra có thể chuyển đổi được. Nghe thấy, luật sư đã biết tổng bụng dạ ông Đức. Bèn nói sẽ thuyết phục ông Đoan đồng ý cho Phấn Châu đến hầu hạ ông Đức một tuần. Xong việc, ông Đức vẫn không hài lòng còn bắt người nhà ông Đoan phải nộp một khoản tiền kết xù. Cuối cùng, khi tài sắc đã vơ vét ưng ý rồi, ông Đức mới tuyên bố giữa tòa là tội chứng không đủ và phán cho ông Đoan 6 tháng tù. Nhưng cho phép nộp tiền phạt thay cho ngồi tù, thực tế là xem như vô tội. Ông Đức tự tiện phong thích phạm dân, một tay che cả bầu trời. Ông Đức một mình đến Đài Loan làm thẩm phán mới mấy năm, Giờ tham ô mà giàu to. Qua bạn bè giới thiệu, ông cưới Thúy Đào, một cô gái con nhà nông, nhỏ hơn ông 13 tuổi. Cô này vừa hiền, vừa kiều diễm. Năm sau thì hạ sinh bé Tú Tú. Đáng tiếc là Tú Tú lúc 2 tuổi, Thúy Đào bị ung thư ngực qua đời. Ông nước do bận rộn công vụ, nên đối với con thiếu sự chăm nom vì tú tú trong một lần cảm mạo phát sốt quá cao do không kịp đi bệnh viện mà biến thành ngớ ngẩn trầm trọng đối với cái chết của vợ và con bị ngây ngô là hai đã kích rất nặng nhưng ông đức chẳng mảy may hiểu biết để thức tỉnh rằng đây là quả báo do mình thiếu đức ngược lại ông càng ra sức lợi dụng chức quyền để tranh danh đoạt lợi phơ vét cho đầy túi riêng còn lớn tiếng khoe khoang rằng với chức quyền và danh vị cũng như mưu lược của ông sẽ có vô số mỹ nữ tìm đến nợp mạng và vàng bạc sẽ tự động đổ vào túi ông. Vì thế, trong suốt 28 năm nắm chức quyền, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, ông toàn làm những điều thương luân hại lý, dở đủ thủ đoạn hạch sách bắt chẹt và tạo ra vô số án oan, án mạng. Có nhiều người vì ông ăn đút lót tuyên án oan u uất sinh bệnh chết trong tù vợ bất bình tự sát biết bao gia đình nhà tan cửa nát vì ông có quyền cao chức trọng mà không có lương tâm trong thời gian làm thẩm phán ông đã hại chết biết bao sinh mạng hủy hoại nhiều gia đình tội ác đầy rẫy năm 1977 ông đức cuối cùng cũng thoái hưu và cùng một quả phụ ẩn cư tại Cao Nguyên thuộc trấn Thọ Lâm. Một sáng nọ, ông dẫn con gái đi dự lễ ngang qua cửa động thì tu tú đòi vào nghỉ một chút. Ông chiều ý con và khi bước vào động thì đột nhiên có ba con chó xông đến, khí thế dữ dằn, nhắm thẳng vào ông, nghe sằng bén, dương móng vuốt hung ác cào ngực xé bụng ông. Chưa đầy mấy phút, chúng đã lôi hết ngũ tạng lục phủ của ông ra và ông Đức lìa đời trong thống khổ tột độ. Ba con chó đao phủ thực hành án tự cho ông Đức rất mau. Khi hoàn thành sứ mệnh rồi, thì chúng chạy như đi làng chớp. Biến mất tâm, không để lại dấu vết. Chỉ còn Tú Tú ngồi bên cạnh, mặt mày cực kỳ vui vẻ, thản nhiên. Cầm ruột của cha, quấn quanh cổ chơi. Bộ dạng rất đắc ý, như thể vừa làm việc gì tốt lắm vậy. Chức vị thẩm phán là chấp pháp công minh, thi hành quốc luật, không thiên vị riêng tư. Nhưng ông Đức bị sắc tài làm cho mê muội, toàn lạm dụng chức quyền để thu lợi cho mình, phụ lòng quốc gia và nhân dân ký thác. Báo ứng hiện tiền của ông là bài học cảnh cáo thế nhân, cho dù có tránh được pháp luật trừng trị thì cũng chẳng thể nào tránh được báo ứng nhân quả. Nên nói, thiên lý chí công, trốn một lúc nhưng không trốn được cả đời. Mang thai không nên nổi giận Tại một ngôi chùa ở Tây An, có một phụ nữ khoảng 50 tuổi, đang hướng về Hòa Thượng Diệu Pháp kể lễ những uẩn khúc của bà. Vợ chồng bà sớm đã đi chị, nhưng đứa con gái do bà trăm cây ngàn đắng nuôi dưỡng khôn lớn, hiện nay là sinh viên Viện nghiên cứu Đại học Bắc Kinh từ sinh ra đến giờ tâm tính hành vi nó rất kỳ khôi luôn thích kiện chống mẹ hễ bảo nó đi đông thì nó rảo tay thí như nó ưa ăn cơm rau xào bà liền làm thật ngon cho nó ăn rõ ràng là nó đang thưởng thức say mê vậy mà cứ làm ra bộ chẳng thích leo lẻo nói mình ưa thứ khác và trách mẹ không chiều theo hôm sau bà làm đúng thứ nó yêu cầu thì nó lại nói mình ưa món khác, chẳng phải thứ này. Nghe mà phát tức vậy đó. Nhưng ở bên ngoài, ai cũng khen nó là một cô gái rất biết điều, và năm nào cũng được bầu chọn là học sinh giỏi nhất của trường. Mặc dù nhờ ảnh hưởng mẹ, nó cũng tin Phật, nhưng thái độ cư xử vẫn không thay đổi. Thấy bà nói niệm Phật tốt, thì nó nghiêng qua tham thiền, dù lúc tỉnh tọa thấy rõ ràng nó niệm Phật. Thưa sư phụ, ngài nói xem, có phải là nó nghịch duyên với con hay không? Có phải là nó đến đòi nợ con không? Hòa thượng bảo, lúc mang thai, cháu được sáu tháng. Bà thường nổi giận, bà đã ghi cãi với chồng mấy lần. Bà nghĩ một lúc, rồi đáp. Ừ, dạ có, con gây với ông xã hai lần. Chồng bà ngày xưa, một bề yêu thương bà, phải không? Dạ đúng ạ. Chồng bà mỗi khi gây, giận, lòng rất quán trách bà. Vì mỗi lần gây, dù bà biết mình sai, xong vẫn cố cãi bướng. Sau đó, bà làm mất đi lòng yêu thương chồng dành cho bà, cũng khiến ông mất lòng tin về cuộc sống chung. Khi chồng bà đề nghị ly hôn, bà tuy trong lòng rất không muốn, nhưng ngoài miệng cứ oan oan nói lời trái ngược còn hùng hổ tuyên bố ly thì ly ông biến ngay cho tôi từ hồi ly dị đến giờ bà không tái hôn là bởi vì hối hận và hoài niệm đúng không đột nhiên bà bật khóc tức tưởi nghẹn gào lệ tuôn tràn rụa hòa thượng nói tiếp lúc bà kia cãi với chồng thai nhi trong bụng cũng khởi niệm tức giận bà cơn phẫn nộ của bà cũng làm thương tổn đến gan tạng con bé bà có lỗi nhưng không chịu nhận mình sai dẫn tới vợ chồng phải ly dị khiến cháu bị mất mát tình thương của cha mà nó chủ yếu là vì cha mà đến đầu thai làm con gái hai người nên tận trong sâu thẳm của ý thức nó đã có sẵn niềm oán hận bà thực ra nội tâm bà đã thầm sám hối lỗi xưa với chồng chỉ là không chịu công khai nói ra thôi có một cách giúp bà chuộc lỗi mà không làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình hiện tại của ông để ông biết bà đã ăn năn thì hãy dùng tâm sám hối đó đối diện với con gái chính do sai trái của bà khiến đời này nó bị mất đi tình phụ tử khi ở nhà bà hãy chí thành tụng lễ ba bộ lương hoàng sáng dưới sự gia trì của phật thái độ con gái đối với bà sẽ thay đổi nó sẽ thành bà trương là tổng giám đốc một đại xí nghiệp bề thế quản lý hơn mười ngàn công nhân sự nghiệp thành đạt vẻ vang này đã khiến bao người ngưỡng mộ thế nhưng trong gia đình mặc dù vợ chồng bà sống hết sức ấm êm hạnh phúc nhưng đối với cậu quý tử tên Cường Thì họ lại bó tay hết cách Cường rất thông minh Từ nhỏ chăm học Ít nói Trong lòng cha mẹ Nó là đứa con ngoan Là bảo bối vô giá Nhưng kể từ lúc cháu lên trung học rồi Thì nó ghiền chơi game online Từ đó phát sinh nhiều điều không hay Suốt ngày suốt đêm Cường cứ lên mạng chơi game Vì vậy mà học hành xa suốt cha mẹ, giáo sư, bạn bè, có khuyên can dạy bảo chi, thấy đều như nước đổ đầu vịt. Cường chẳng mấy bay đếm xỉa tới, càng ngày nó càng hư đốn đến nỗi sau đó còn đánh cha mắng mẹ. Ngày nọ, bà Trương Thiết Tha khuyên con, đừng chơi game nữa. Thằng Cường liền nổi quạo, không dững nó nói năng hỗn láo mà còn ra tay đánh cha, khiến cho ông bị thương mắc phải. Bà Trương giận quá, cùng chồng bỏ nhà đi đến chỗ bạn bè ngủ tạm. Lúc đó tôi gặp bà Trương, thấy mặt mày bà tiều tụy, mắt đỏ hoe, buồn rầu than. Rốt cuộc là nguyên nhân gì đã khiến cho cái thằng Cường nhà chúng tôi biến thành tác tệ như vậy chứ? Người lớn có lòng, có ý tốt khuyên nó, đem thức ngon đồ bổ đến cho mà nó cũng không màng đón nhận, lại còn ra tay đánh cha nữa ngừng một lúc bà tiếp nó mê chơi game đến nỗi bỏ học tính đến nay đã hơn nửa năm rồi vì vậy mà giáo sư thường đến nhà hỏi thăm thậm chí còn dắt cảnh sát đến khuyên giúp nhưng mà tất cả đều vô dụng trời ơi <laughs> nhìn bà trương đau khổ tuyệt vọng tôi rất cảm thông liền an ủi giải thích phải ôm lấy thống khổ chịu não phiền nung nấu như hôm nay Tất cả là điều do ác nhân đời trước của bà mà ra Nguyên bà Trương và chồng Đời trước cùng là vợ chồng Nhưng bây giờ vị trí đã thay đổi Bà Trương thuở đó Mang thân nam Là một ông địa chủ nổi danh Tuy giàu Nhưng thuộc loài giàu mà bớt nhân Ông tự thị mình giàu Nên rất khinh người Lúc đó Trong nhà họ có một thằng bé giúp việc chừng 12 tuổi Cha mẹ nó do thiếu nợ họ, vô phương đền trả, nên bất đắc dĩ phải cho con đến nhà họ làm nô bộc trừ nợ. Hai vợ chồng rất phiền bực cha mẹ thằng bé, nên đã dùng nó để trút giận. Họ thường đánh đập, mắng chửi, đối xử với nó rất tệ. Ngày nọ, thằng bé vô ý, làm vỡ cái bình hoa quý, khiến cho cặp vợ chồng giàu phẫn nộ. Họ đánh nó một trận, rồi trói tay trói chân nó lại, đem bỏ ngoài đồng. Mai là có một người hảo tâm đi nga kịp cứu thằng bé khi nó còn thôi thớp thở. Nhờ vậy mà nó bảo tồn được mạng sống. Từ đó, thằng bé đã ôm hận oán. Nó thề, sau này có cơ hội nhất định sẽ báo thù, đòi lại nợ máu. Đời này nhân duyên tụ hội. Thằng bé thời quá khứ từng bị khinh khi lăng nhục thậm tệ nay đã đầu thai và làm đứa con cưng của hai vợ chồng họ trương nó đến là để đòi nợ một ngày không xa trong tương lai đôi vợ chồng này sẽ bị nó làm cho tức chết hiểu rõ uẩn khúc nhân quả này rồi bà trương bật khóc thống thiết chồng bà ngồi bên vội an ủi đừng khóc đừng khóc nữa bà nó ơi hèn gì mà thằng Cường từ 12 tuổi trở đi thì bắt đầu học hành xa xúc. Chỉ mê chơi game trên mạng, còn phát tệ, đánh cha mắng mẹ. À, té ra, do thời quá khứ chúng tôi đã tạo ác, bất nhân với nó. Thế thì bây giờ, chúng tôi phải làm sao đây? Cách tốt nhất là bắt đầu từ nay, hai vị phải ăn chay Trước Phật thành tâm sám hối các ác nghiệp đã tạo từ thổ xưa, và quỳ tụng 49 bộ kinh địa tạng hồi hướng cho cường. Như vậy, may ra có thể tha thứ cho hai vị, đoạn trừ lưới nghiệp buộc ràng, và tất cả đều được hưởng lợi ích. Dạ, sau khi về chúng tôi sẽ thực hành ngay. Ba tháng sau, bà Trương gọi điện tới, xúc động nói. <laughs> Vô cùng cảm tạ ngài, Phật Pháp thật quá thần kỳ. Sau khi chúng tôi ăn chay, sám hối, tụng kinh, hồi hướng cho cái thằng Cường rồi, thì bây giờ nó đã bắt đầu đi học lại. Hơn nữa, cư xử với chúng tôi ngoan ngoãn và thay đổi rất nhiều. Có hôm nó còn tự động vào bếp nấu cho chúng tôi ăn nữa. Đúng là quá giải quán kết quan gia, chứ có hành theo Phật Pháp mới là tốt và hiệu quả nhất. Giải thích thêm Những câu chuyện kể rõ ác duyên giữa cha mẹ và con cái là để cho mọi người cảnh giác. Đa số thường thang, thật khó mà dạy dỗ con cái Vì đời trước Đa số Chúng là kẻ bị hại Đời này đến làm con để báo oán Là phụ mẫu Cần tin sâu nhân quả Không nên nhắm mắt Đánh đập con cái Mà phải sám hối những điều đã làm Đã tạo trong đời trước Thậm chí Từ vô thủy kiếp đến nay của mình Phải vì con ăn chay Tụng kinh hồi hướng Cầu Phật lực nhiếp thọ Hóa giải biến ác duyên giữa cha mẹ và con cái thành thiện duyên. Tiếp theo, còn phải giáo dục con cái, hiếu dưỡng cha mẹ, hành tròn đạo lý làm người. Thời gian lâu dần, con cái tự nhiên sẽ thay đổi mạnh, chuyển biến tốt. Muốn con cái chuyển thành người tốt, trước tiên, cha mẹ phải sửa đổi bản thân, chính họ, phải đoàn ác tu thiện, thân cận Phật Pháp tụng kinh hồi hướng phước lành đến cho con. Làm như thế mới chiêu cảm được vật lực gia trì, khiến công đức tăng gấp bội. Thế thì, dù bị nghịch tử đến ở kề bên, nhưng nếu có phúc duyên, khéo thân cận Phật Pháp, thì nghịch tử kia chính là chìa khóa vàng giúp mẹ cha mở ra cánh cửa hạnh phúc. Nhờ vào sự học Phật, tu trì khiến đôi bên cùng được lợi. Toàn gia đồng hưởng pháp lạc biến phiền não thành bồ đề riêng những người làm con nếu gặp cha mẹ đối xử với mình chẳng nhân từ thì phải hiểu người ừ, ưa, ưa câu, câu cá. cá câu cá là hoạt động cực kỳ tàn nhẫn thử nghĩ xem nếu như đem mốc câu sắc bén đó đâm vào môi vào lưỡi của mình thì sẽ thấy đau đớn đến tận tim phổi nghĩa là dù thế nào người ta cũng không có cách nào chịu nổi nhưng nhiều người lại lấy việc câu cá làm thú vui câu không biết mệt thậm chí còn thành lập câu lạc bộ câu cá nữa cái lý luận câu cá có thể đào luyện tính tình là hoang đường đây là lời của kẻ chẳng có chút lòng trắc ẩn lâm giáp xuân là công chức của chính phủ thái tính rất ưa câu cá Ông là hội viên của câu lạc bộ câu cá. Những ngày nghỉ cuối tuần, ông thường dông thuyền ra biển, thả câu. Vừa câu, vừa uống rượu nhắm, với mồi ngon, thiệt là khoái vô kể. Mọi người uống mỹ tủ, ăn cá tươi, cùng hưởng thụ khoái lạc nhân gian cho qua hết ngày giờ. Mấy năm trước, lúc câu lạc bộ mới sáng lập, không khí rất nhộn nhịp, sôi nổi. Thế nhưng, từ năm ngoái trở đi, từ con số ba mươi hội viên về chỉ còn lại bảy tám người mà thôi câu lạc bộ bây giờ tự khí nặng đề, khiến mọi người ủ ê không còn hứng thú ra biển câu cá nữa cho dù lâm giáp xuân là một nam tự cứng đầu không tin nhân quả báo ứng ông không có gia đình không tín ngưỡng nhưng cũng không thể đem lại sự linh hoạt khiến mọi người phấn chấn hăng hái ra biển câu như hồi xưa. Lý do là vì có hai quái sự liên tục phát sinh. Việc thứ nhất xảy ra ngay trên thân lão hội viên A Bang, hôm đó là chủ nhật. A Bang cùng với vợ vào đất liền thăm nhạc mẫu chúc thọ. Nhạc mẫu ông vốn là một người có máu mặt, có danh vọng ở bản địa. Hôm chúc thọ đó tân khách đến dự chợt cửa yến tiệc hết sức sang có đủ thịt bò heo cá gà địch ngỗng muốn ăn gì đều có nấy thực khách hưởng dụng thỏa thích nhưng vẫn không sao ăn hết a à, bang ưa ăn cá và nội tạng nhìn thấy trên bàn tiệc có một con cá to ông rất khoái do khi ăn không cẩn thận nhai kỹ lại ngốn nội tạng cá vào miệng quá nhiều, nên vừa nuốt qua, thì A ba bị mắc nghẹn. Ông cảm giác như có vật gì cứng, mắc kẹt tại yết hầu, nên quýnh quán dùng tay kéo ra, nhưng không tài nào móc ra được. Chính trong khoảnh khắc nuốt không trôi, kéo không ra đó, ông hô hấp cực kỳ khó khăn, muốn há miệng la to cầu cứu cũng không thể. Em trai ông ngồi đối diện, là người phát hiện ra tình huống nguy cấp này trước tiên nên vội chạy khoa phụ giúp nhưng hai mắt a bang đã trợn trắng đầu gục xuống hơi thở yếu dần đi mọi người lập tức dìu ông lên xe đi cấp cứu nhưng mới nửa đường thì ông tắt thở mặc dù người đã chết nhưng y viện vẫn tiến hành phẫu thuật để kiểm tra nguyên nhân tử vong bác sĩ lôi nội tạng cá mắc kẹt tại ý hầu ra chính ngay giây phút đó các bác sĩ, y tá, hộ lý tại hiện trường thấy đều sợ há hốc mồm, sợ đến đơ mắt cứng miệng khi nhìn thấy thủ phạm giết người chính là cái móc câu đang móc cứng và yết hầu của A Bang. lạ lùng là cái móc câu này nằm ở trong nồi tàn cá, xuống đến cổ A Bang nó bị ép ló ra, cho nên khi A Bang càng dùng sức kéo thì móc câu càng bám chặt những thân hữu chứng kiến tình hình kinh khủng này tất nhiên ai cũng liên tưởng tới sở thích ưa câu cá của a bang hơn nữa kinh nghiệm và kỹ thuật câu của ông khiến cho tất cả hội viên đều bái phục trong lúc người khác không câu được cá thì ông thu hoạch vô số bây giờ nhìn cảnh hai mắt a bang trợn trắng miệng há to bên cạnh là cái mốc câu dính đầy máu ai nấy đều sợ đến long tốt dựng đứng, không thể không tin nhân quả báo ứng như bóng theo hình. Câu chuyện xảy ra cho A Bang là ngàn chân muôn thực. Câu chuyện thứ hai còn ly kỳ hơn. Hội viên Dương Tị Ích là cao thủ câu cá, từng tham gia các hội thi, liên tục hai lần đều giật giải quán quân. Dương Tị Sinh ngoài thú ưa câu cá ra, còn ưa đi xe đạp điện hàng ngày cứ chạm vạn túi là ông chở vợ ra ngoài ven đô hóng gió tối đó khoảng 11 giờ ông vừa tăng lễ người bạn thân xong thì lái xe về nhà con đường quen thuộc đến nỗi cho dù có nhắm mắt ông cũng có thể lái rành rọt nhưng thật kỳ quái chiếc xe hơi đang chạy ngon trứng thì ông bỗng thấy trước mặt xuất hiện một con sông lớn trước đây ông chưa hề thấy qua để tránh rơi xuống sông vì đang lái ở tốc độ 120 km giờ nên ông vội vàng bẻ lái đạp thắng gấp chỉ nghe rầm một tiếng thật to ông tông thẳng vào cột điện ven đường đến lúc ông tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trong bệnh viện Ai cũng nghĩ Dương Tiên Sinh lái xe tốc độ cao thành ra bị tai nạn. Tuy điều này xảy ra ngoài ý muốn, nhưng chưa đủ kỳ quái. Kỳ quái nhất là vết thương trên thân thể của ông rất mau chóng lành. Duy chỉ có môi và vờm miệng là thương tích nghiêm trọng. Cả hàm răng rung hết, chẳng ăn gì được. Hơn một tháng nay, chỉ có thể dùng ống dẫn bơm thức ăn lỏng vào cổ họng. Còn lạ hơn nữa, là vết té phía trên lần phía dưới của khóe môi bác sĩ đã khâu bảy lần mà vẫn không khép lại. Về hãy khâu xong, đến lúc cắt chỉ, thì hai khóe mép của ông lại lỡ loét xương phù. Cuối cùng, bác sĩ phải dùng chỉ túi tân tẩm hóa chất để may cho kính. Một tuần sau, chỉ tự tan rồi, nhưng môi ông vẫn lỡ loét. Hai khóe cứ ngoác rộng ra như hàm cá. Bác sĩ chủ trị đành thúc thủ bó tai. Ngót mấy tháng, ông bị đau đớn dày vò, thống khổ bất tận, mồm cứ lỡ loét, hả rộng y hệt mồm cá lúc bị móc câu làm tổn thương gây lỡ vậy. Hôm nọ, vợ ông như lệ thường đến thăm, vô tình buộc miệng nói. Ô trời ơi, miệng ông há to như vậy, giống hệt miệng con cá mắc câu à. Mấy từ này đánh động đến lương tâm Dương Tiên Sinh, giống như một lời cảnh báo khiến ông nhớ lại mỗi lần mình câu cá đều kéo rách miệng cá làm cho nó lỡ loét cả vòm biển bây giờ ông mới thực sự đồng cảm sâu sắc với nỗi đau của nó thế là ông cùng với vợ vội mang đèn hương đi đến chùa đối trước phật ông chí thành lễ bái sám hối và phát thệ từ nay về sau không bao giờ câu cá nữa nói ra cũng lạ từ hôm đó trở đi môi ông dần dần lành lại, không còn lỡ sưng nữa. Chỉ một tuần sau, thì ông xuất viện. Sau đó, ông kể cho các bạn hội viên những gì mình đã trải qua và khuyên họ không nên câu cá nữa. Từ đó, hội viên câu lạc bộ câu cá giải nghệ rất nhiều. Không bao lâu, mẹ chồng nàng dâu. Vô lường kiếp đến đây chúng ta sinh tử trôi lăn trong sáu đường vì phiền não tam độc mà kết bao oán hận cùng chúng sinh trong lương hoàng sám nói tất cả chúng sinh đều có oán thù đối nghịch vì sao lại như thế bởi nếu không oán đối ác không có ác đạo hiện nay ác đạo không dừng tam đồ càng lớn thì biết là oán đối không tận cùng Kinh nói, tất cả chúng sinh đều có tâm. Tâm này có thể làm Phật, nhưng chúng sinh đã chìm mê trong sinh tử, chẳng thể giác ngộ. Chỉ vì tham đắm thế gian, chẳng chịu thoát ra, mà kiến lập gốc khổ, trưởng dưỡng quán hận, cho nên mới luân hồi trong ba cõi, qua lại sáu đường, xả thân, rồi thọ thân không gừng dĩ. Vì sao như thế? Tất cả chúng sinh từ vô thủy đến nay, liên tục phân biệt mê muội, vô minh giấy mãi, biển ái đắm chìm, khởi tâm điên đảo, làm mười hành ác. Bản thân tự hành thập ác, còn dạy người hành ác, tán tháng pháp ác, khen người hành ác. Như thế, thân khẩu ý trong khoảng một niệm mở rộng tám vạn bốn ngàn cửa trần lao những tội khởi trong một ngày một tháng một năm trải qua bao khiếp, còng hết lại thành vô lượng vô biên tội vì vậy mà oán thù tìm báo giao không có tận cùng nếu muốn hóa giải oán hận thì phải thâm tín nhân quả sám hối nghiệp chướng rộng tu công đức sau đây là câu chuyện có thực liên quan đến oán kết giữa mẹ chồng nàng dâu trương lan và mẹ chồng mới đầu quan hệ tương đối tốt sau đó nàng về làm dâu cùng ở chung nhà được một năm mẹ chồng thường vì những việc bụng vặt mà mắng chửi nàng chồng nàng vốn hiếu thuận những khi mẹ nổi giận thì anh luôn làm thinh khiến cho Trương Lan hết sức khổ tâm buồn phiền. Khi mẹ chồng thoái hô về nhà, thì lo đi chợ làm cơm, nghĩa là các việc trong nhà đều do một tay bà quản. Mấy ngày nay, mẹ chồng thân thể không an, nên lệnh cho Trương Lan nấu cơm làm bếp. Trương Lan ngoan ngoãn vâng lời. Mỗi ngày, nàng luôn dậy sớm, ngủ muộn, nấu nướng làm bếp hoàn thành tốt việc trong nhà. Hôm nay, Trương Lan lỡ thức dậy mù một chút, thì mẹ chồng đã làm cơm sáng xong, không đợi Trương Lan mở miệng giải thích. Bà đã mắng nàng xối xả. Bồn cầu nhà vệ sinh phải lo mà chùi rửa mỗi ngày, một ngày không tẩy rửa là vừa dơ vừa thúi. Cái việc làm đơn giản như vậy mà cũng không làm, lúc nghỉ lúc làm, thử hỏi, còn nên thân được chuyện gì nữa hả? Cha chồng thấy vậy, liền tiến đến khuyên can, càng khiến cho mẹ chồng thêm kích động, nổi sung. Trước sự thịnh nộ chửi mắng của bà, Trương Lan không dám hé môi nói tiếng nào. Nàng ráng nhịn oan khuất song bản thân còn phải ra ngoài công tác, cũng rất gian khổ. Bình thường, nàng đối với ba mẹ chồng một bề kính thuận, làm gì cũng ý tứ, ráng giữ cho tròn hiếu đạo. Không ngờ hôm nay, lỡ dậy muộn một chút, mà bị mẹ chồng chửi mắng thịnh nộ vô lý đến như vậy. Trương Lan vừa ăn cơm, vừa lau nước mắt. Rửa chén xong, nàng hướng về mẹ chồng xin lỗi, rồi bỏ ra ngoài tìm bạn đạo tâm sự, khóc kể nỗi oan trong lòng. Nghe Trương Lan khóc lóc tường thuộc sự việc. Tôi bảo, Thôi mà, thôi em đừng có khóc nữa. Sợ dĩ hôm nay em gặp chuyện như vậy là do đời quá khứ giữa em và mẹ chồng em đã từng có xích mích hiểu lầm nên mới tạo thành quan trái khó giải như ngày hôm nay vào thời đường trương lan là một quý phi rất được hoàng đế sủng ái có lần quý phi và hoàng đế đang thưởng thức ca vũ thì một võ tướng do xuất chinh thất bại lại bị kẻ ác vu hại nên hoàng đế triều vào bái kiến lúc này quý phi ở cạnh bên thì thầm vào tai hoàng đế mấy câu chi đó. Bên dưới không ai nghe rõ, nhưng võ tướng nhìn thấy cảnh này thì trong lòng cực kỳ không vui. Bởi ông hiểu lầm, vì quý phi đang nói xấu, ngầm ám hại mình. Thực ra, quý phi chỉ xin hoàng thượng ấy, hãy xá tội cho ông. Nhưng do hoàng thượng đã hạ quyết tâm, phải trừng trị ông để răng chúng. Vì vậy, mà võ tướng bị nhốt vào ngục, và bãi bỏ quan chức vị tướng này không những bị thọ cực hình tàn khốc mà thân quyến cả nhà gồm mười mấy người cũng bị khổ lây do vậy mà oán hận trong lòng ông trút cả vào quý phi trước sau ông luôn cho rằng mọi việc đều do bà toan hót sau lưng để ám hại ông và những hiểu lầm này của võ tướng oan uổng của quý phi thấy đều xuất phát vào thời quá khứ xa xưa nữa Nghĩa là nhiều kiếp trước đó, Quý Phi cũng đã từng nghĩ oan, hiểu lầm cho võ tướng y hệt vậy. Cứ thế, nhân quả, oan oan tương báo mãi không ngừng. Đến đời này thì họ gặp nhau, lại cùng ở chung. Võ tướng kiếp xưa, nay chính là mẹ chồng của Trương Lan, và giữa mẹ chồng nàng dâu là diễn tiếp mối oán kết chưa giải. Trương Lan nhớ lại kể, À ha, hèn gì mà có một dạo. Một người bạn học của em đến thăm, lần đầu mới gặp hả, mẹ chồng em đã hỏi, Trường Lan có nói xấu gì tôi không? Khi biết chuyện này, Trương Lan rất bất bình. Sau đó mẹ chồng thường nghi ngờ nàng nói xấu sau lưng, diễn tiến tệ đến mức bà còn chỉ ngay mặt, mắng chửi nàng. Bây giờ Trương Lan hiểu rõ tất cả đều là quả báo, là ác duyên lỗi lầm ẩn khuất mình từng tạo ra trong quá khứ. Thế là, nàng bắt đầu sửa đổi, quay sang tự kiểm lỗi mình, lo sám hối nghiệp chướng, phát tâm ăn chay và tụng 49 bộ kinh địa tạng, hồi hướng cho mẹ chồng, mong hóa giải oán hận hai bên. Từ đó, nàng nghiêm trì giới luật, chăm chỉ tu sửa. Ba tháng sau, quan hệ giữa Trương Lan và mẹ chồng đã cải thiện rất tốt. Hiện nay, Ba mẹ chồng thương nàng có hai vợ chồng, dắt hai đứa con trai khoảng mười mấy tuổi, đến xin gặp Hòa Thượng Diệu Pháp để thỉnh giáo bọn họ ba năm trước từ Đài Loan ra nước ngoài định cư. Trước tiên, họ tạm thuê một phòng để trú ngụ, và dự tính là sau này sẽ chọn mua một biệt thự thích hợp để ở. Nhưng việc mua nhà khó thành là do cả nhà bốn người ý kiến luôn bất đồng, hệ chồng ưa, thì vợ không chịu, hoặc ngược lại, hay con thích thì cha mẹ không đồng ý, chẳng dễ gì gặp ngôi nhà, cả bốn người đều hài lòng. Mà tới khi cả gia đình đồng ý, thì cắt cớ là chủ nhà lại không muốn bán, cứ thế. Diễn tiến này kéo dài ngót ba năm. Cho đến nay, họ vẫn chưa tìm mua được một ngôi nhà nào thích hợp. Điều này khiến cho họ suy nghĩ mãi mà không hiểu tại sao. Do hai vợ chồng rất kính tin Phật, họ đâm ra hoài nghi, nghĩ là chắc phúc báo bản thân mình không đủ, cho nên nhân dịp nghỉ phép họ mới sang đại lục lên ngũ đại sơn bái phật thỉnh cầu hòa thượng diệu pháp giải nghi cho họ nghe họ kể lễ sư phụ mỉm cười dịu dàng hỏi hai đứa con trai hai con tính tinh nghịch có ư chọc phá tổ kiến không vậy nghe sư phụ hỏi cả nhà bốn người không hẹn mà đều bật cười người mẹ nói <laughs> Dạ, hai cháu hồi nhỏ rất ưa phá tổ kiến, nói là muốn nghiên cứu cấu tạo tổ kiến, còn khen trong tổ thiết kế rất là hay, có cung điện cho kiến chúa, có danh trại oai nghiêm cho kiến thợ, còn có rất nhiều thực phẩm kho lẫm. Dạ, hai cháu nghiên cứu chơi nghịch say mê đến quên cả ăn uống, sư phụ nói. Hai cháu này ưa chọc phá tổ kiến, hủy đi bao ngôi nhà lũ kiến, thiên gian dạng khổ, tạo dựng nên còn phá hoại làm tiêu tan số thực phẩm suốt bao năm dài lũ kiến đi khắp nơi tha về tích trữ việc làm của hai cháu đã khiến chúng mất chỗ an thân an nghỉ vì lý do đó mà ngày nay các con ở đâu cũng không yên tìm nhà không ra đây chỉ mới là sơ báo nếu các con chẳng biết sám hối sửa lỗi thì trong tương lai dù bản thân có được nhà ở, nhà chúng con sẽ rơi vào trường hợp nhà bị quỷ hoại bất ngờ. Cho dù các con giàu sang đến mấy, tương lai cũng khó thoát khỏi cảnh có lúc phải chật vật tìm kiếm món ăn. Quay sang hai người lớn, hòa thường quở. Còn hai con nữa, thân làm cha mẹ, đã quy y cửa Phật nhiều năm. Vì sao có thể đứng yên nhìn mặc tình con mình làm việc tổn đức như thế mà không ngăn cấm khuyên dạy chúng nuôi mà không dạy là lỗi của cha mẹ các con phải biết nhân quả báo ứng như bóng theo hình nếu các con sớm sám hối tạo phúc xuyên năng tụng kinh hồi hướng công đức cho hàng ngàn hàng vạn con kiến đã bị các con làm tổn hại thân mạng lẫn tài sản thì có lẽ sẽ thay đổi được tai nạn trong dị lai. Hiểu rõ chưa? Hai vợ chồng được hòa thượng khai thị xong, xúc động, ăn năn sám hối thưa. Sư phụ, đệ tử đã biết lỗi. Mặc dù quy y nhiều năm, cứ tưởng là chúng con biết ăn chay niệm Phật. Như vậy là đủ rồi. Không ngờ, chuyện lại nghiêm trọng đến như vậy. Sau khi chúng con về, cả nhà sẽ sám hối trước Phật và tụng kinh địa tạng chú đại bi hồi hướng công đức đến cho lũ kiến như vậy có được không thầy lành thay lành thay được rồi các con lúc nào cũng phải ghi nhớ kỹ tất cả chúng sinh đều có khả năng thành phật cho nên không được xem thường loài vật không được mã thanh mã thanh là một nam doanh nghiệp trẻ rất thành đạt gia đình anh vốn hạnh phúc mỹ mãn. Thế nhưng, do công việc phải giao tế nhiều, đã phát sinh những việc khiến họ bó tay. Từ nhỏ thì Mã Thanh rất ưa tĩnh tọa tu hành. Sau khi kết hôn, do bề bộn việc nhà lẫn công ty, nên dần dần anh tu hành giải đãi và huân diễm những thối xấu thế tục. Trong thời gian này, anh tạo vô số nghiệp, sát, đạo, dâm, vọng, gì cũng điều phạm. Do vậy, mà quan hệ vợ chồng đã dần dần chuyển xấu. Mới đầu thì phát sinh gây gỗ, sau đó dẫn tới ẩu đả, hôn nhân đang ở bên bờ vực tan vỡ. Mã Thanh cũng muốn cứu vãn hôn nhân, hy vọng thoát khỏi phiền não, vì vậy anh đến tìm tôi. Lần đầu tiên diện kiến, Mã Thanh gây cho tôi ấn tượng không tốt. Nhìn mặt anh khí sắc u ám tối tăm. Tôi nói, anh gần đây tâm tư rất thống khổ nơ tim đau đớn khó chịu lắm phải không đúng vậy mã thanh gật đầu thừa nhận vợ anh từng phá thai bốn lần trong số đó có một bé trai hết sức ưu tú phải không mặt mã thanh đang bình thường bỗng chuyển sang tái nhợt anh căng thẳng nói quả tình vợ tôi đã phá thai bốn lần nhưng hoàn toàn không biết là trai hay gái riêng vợ tôi trước khi phá thai có lần đã nằm mộng thấy một bé trai cô làm sao biết được những việc của mỗi cá nhân làm không gì mà không lưu lại hiện lộ rõ tất cả việc mình làm thảy đều bị trời đất trong vô hình âm thầm ghi lại hết nhưng bản thân mọi người không hay còn đinh ninh cho rằng sẽ không ai biết chuyện mình làm thực tế thì tất cả đều được ghi lại đủ không sót mảy may những việc không hay phát sinh trong gia đình anh thảy đều do sát nghiệp tạo thành mà trong đó tội phá thai là nặng nhất anh nhất định phải chí thành sám hối tùng kinh ăn chay phải vì mỗi dông thai đã bị giết đó tùng ít nhất bảy bộ phật thuyết trường thọ diệt tội hội chư đồng tử đà la ni kinh nhất định phải thành tâm thành ý sám hối sửa chữa từ rày về sau không nên đánh đập vợ nữa anh có làm được như vậy chăng làm được. Tôi nhất định làm được. Một tháng sau, Mã Thanh dẫn vợ là chị Trương đến gặp tôi. Lúc này khí ám đen trên mặt anh đã biến mất. Hơn nữa, dung nhan còn rất tươi tắn, hớn hở, đầy vẻ tự tin. Vừa gặp tôi, Mã Thanh xúc động nói. Thật không thể nghĩ lường. Tôi cảm nhận rõ ràng từng chữ từng câu trong kinh. Phật thuyết trường thọ diệt tội, hộ chư đồng tử Đà La Ni tôi vừa mới đọc một biến, thì ngay đó, cảm thấy muộn phiền đau đớn nơi tim tiêu mất. Thế là, tôi dội đến y diện khám. Nhìn vào, thấy bản điện tâm đồ hiển thị bệnh tim đã hồi phục bình thường. Bác sĩ cũng rất ngạc nhiên. Tôi nguyện từ nay, nhất định kiên trì học Phật, tụng kinh sám hối, làm một Phật tử chơn chánh, sống lợi ích cho chúng sinh. Hiện giờ, quan hệ vợ chồng chúng tôi đã chuyển tốt rất nhiều. Vợ và con gái cũng khởi sự bước vào đường học Phật. Nhờ Mã Thanh thực tâm sám hối, chân hành tụng Phật thuyết trường thọ diệt tội hồ chư đồng tử Đà La Ni Kinh, nên đã hóa giải oán hận nơi vong thai, giúp bé sớm được đầu thai, đồng thời bình anh cũng hồi phục mạnh lành. Cả nhà, đồng tu học theo Phật Pháp, thu được nhiều lợi ích. Giải thích thêm Phá thai được xếp vào tội sát sinh rất nặng, những phụ nữ từng phá thai cần chân thành sám hối và phải thực tâm quỳ trước phật tụng kinh phật thuyết trường thọ diệt tội hồ chư đồng tử đà la ni hoặc kinh địa tạng để hồi hướng cho các vong thai bị giết như vậy mới có thể diệt tội tốt nhất là hai vợ chồng đồng sám tụng thì hiệu quả càng tốt bởi khiến nữ nhân từ hoài thai cho đến phá thai là trách tàn bạo chết sớm lục hiếu chánh ở ung châu vốn là một viên quan nhỏ nhưng có danh tiếng vào khoảng năm trên quán đời đường gia đạo tương đối bình an xung quanh khuôn viên nhà ông khá rộng rãi lục hiếu chánh là một kẻ không những nhỏ mọn không thể dung người mà tính tình còn tàn nhẫn bạo ngược đối với các sinh vật những kẻ ăn người ở trong nhà ông nếu ai lỡ làm điều gì bất như ý thì ông liền chửi mắng đánh đập còn đối với loài động vật thì lại càng không biết thương yêu bảo vệ chúng một tí nào một hôm bỗng dưng ông nhìn lên một cây ăn quả trước nhà thì thấy trên cây có một tổ ong mật liền sai gia nhân di chuyển tổ ong đó đến một nơi khác thế nhưng các con ong mật vẫn tụ lại làm tổ trên cây ấy mà không chịu dời đi hiếu chánh rất tức giận liền sai gia nhân nấu nước sôi rồi xách một xô nước đầy trút ngay lên tổ ong Đáng thương thay, hàng trăm con ong mật lớn nhỏ nhất thời đều bị vong mạng một cách oan uổng. Thế rồi, vào khoảng tháng 5 năm sau, trong lúc khí trời nóng bức, Hiếu Chánh đang nằm nghỉ trong phòng, thiêu thiêu nhắm mắt ngủ một cách sảng khoái, quên hết mọi sự đời, thì hốt nhiên có tiếng vo vo, vo vo. Ông đưa tay lên chùi qua miệng thì cảm thấy đau đớn như tim phổi đều bị tê liệt. Thì ra, một chú ong mật to bự từ đâu bay đến, lợi dụng lúc ông đang ngủ say xuất kỳ bất ý đốt một phát vào môi ông chỉ trong chốc lát toàn bộ môi miệng đều sưng phòng lên đỏ au thế là ông kêu đau liên hồi làm kinh động đến gia nhân đoạn ông cho người đi mời thầy thuốc đến rồi dùng thuốc tha vào vết cắn cho tiêu độc ai ngờ chất độc của con ông này vô cùng lợi hại khiến miệng càng sưng to lên làm tắc nghẽn cả cuốn họng không ăn uống gì được Mặc dù thuốc dùng điều trị vừa uống vừa thoa, nhưng vẫn không có kết quả. Thầy thuốc lắc đầu nói, chỉ sợ nọc độc đã công phá tới tim rồi. Qua ít hôm sau, thân thể ông tiều tụy không còn ra hình dáng gì nữa. Bây giờ, bỗng nhiên ông nghĩ lại việc đã qua, từng tàn sát rất nhiều ông mật một cách oan uổng, cho nên mới chuốt lấy cái khổ ngày nay. Đáng tiếc, sự hối hận ấy đã quá muộn. Ông từ từ nhắm mắt, rồi vĩnh viễn không bao giờ mở mắt ra nữa. Xét đánh kẻ tham tàn Trong bộ sách Pháp Uyển Châu Lâm có thuật lại một câu chuyện xưa như sau. Vào đời đường, có một nhân sĩ ở trường Hà Bột Hải tên là Phong Nguyên Tắc. Anh ta vốn là một đầu tể chuyên nghiệp. Có lần ông được quan lộc tự đại phu mời trông coi việc đầu bếp. Bây giờ, gặp lúc vua vu điền của Tây Phiên là Quý Tân đến Triều Cống. Quan lộc tự đại nhân thiết yến đại khách sau khi đại yến, còn dư gần 100 con dê, vua vua điền bèn bảo nguyên tắc đem chúng đến chùa phóng sinh. Nguyên tắc nhận lời ủy thác của người, lẽ ra phải thực hiện một cách trung thực. Không ngờ, bỗng nhiên anh ta khởi lên lòng tham, nghĩ rằng những con dê mập này đã đến tay ta, thì lẽ đâu lại đem thả một cách khơi khơi. Do thế, liền bí mật đem gần 100 con dê ấy đem đến lò mộ bán cho đồ tể để nhận được một món tiền ngoài dự kiến cho nên trong lòng cảm thấy rất phấn khởi. Sự việc ấy trải qua đã mấy năm, nguyên tắc đã quên bản nó từ lâu, không còn nhớ một chút nào nữa. Ông còn được các bậc tại quan quý nhân giao trách nhiệm trong non công việc đầu bếp, cho nên thu nhập cũng không đến nổi tệ, sinh hoạt tương đối thoải mái. Vào mùa hạ tháng 6 năm Long Sóc Nguyên Niên, trong lúc nguyên tắc đang đi bộ ở bên ngoài cửa tuyên nhân thì trời bỗng nổi cơn gió lớn trên không mây đen tụ lại sớm chớp dữ dội mưa đổ xuống như cầm chỉnh trúc một tiếng sét nổ chát tai làm kinh động toàn thành khi ấy mọi người từ xa trông thấy một kẻ chạy trốn sét không kịp là nguyên tắc đang quỳ bên đường hai tròng mắt lồi ra tóc phủ xuống hai tay đầu ngẹo xuống hình như đã bị đứt Người ta tiến lại gần xem thì quả nhiên bộ phận cổ của anh ta đã bị cắt gần đứt. Nửa cái đầu tựa hồ đang bị dao chém, máu mè chảy lên láng. Đây há không phải là phong nguyên tắc, xưa nay rất nổi tiếng là gì? Người quen biết thấy anh ta bị chết thảm hỏi như thế. Đa số người khác vừa chứng kiến thảm cảnh đau thương ấy đều kinh ngạc thốt chẳng ra lời. Không biết một người nào đó từ đâu lên tiếng. Tôi biết hắn ta, đây chính là kẻ bất nhân bất nghĩa, vì lòng tham trộm đàn dê đem đi bán, cho nên chung cục rơi vào cảnh huống này vậy. Bán nai, bắn nhầm con mình Phong cảnh đường núi cực kỳ đẹp đẽ trông ở đâu cũng xanh biếc một màu. Có thể nói, anh chàng ngô đường này không những đến đây để thưởng ngoạn phong cảnh núi rừng, mà hai cha con anh còn là du khách thường xuyên của ngọn núi này vì anh đến đây với mục đích săn bắn lưng của Ngô Đường đeo cung tên, nếu bảo anh ta là một tay thần tiện thiết nghĩ cũng không sai mấy. Vì lẽ anh ta không khi nào bắn trật mà còn là một tay bách bộ xuyên dương, có nghĩa là đứng xa hàng trăm bước mà bắn trúng lá dương liễu, nghĩa là trong tâm tương ứng với cánh tay buông ra. Bất cứ loài mảnh thú nào gặp phải anh ta thì coi như đã gặp phải khắc tinh, khó mà tránh được đại nạn. Lúc bấy giờ, thấy từ nơi xa xa một con vật có rừng, à thì ra đây là một con hoảng khi thấy con nai con dễ thương này Ngô Đường đã không sinh lòng thương cảm mà anh còn lập tức rút tên lắp vào cung rồi buông dây phập một cái trúng đích con nai con ấy lăn quay xuống đất tắt thở ngay lập tức ở phía trái có một con nai lớn chứng kiến cảnh tượng ấy mặc dù thấy con chết đau thương đứt ruột nhưng phát hiện có bóng người nên chỉ kêu lớn một tiếng rồi tìm đường lẩn tránh thế là ngô đường cùng con ẩn núp trong một bụi rậm đứng rình đợi con nai kia xuất hiện trở lại đến khi thấy nó dùng lưỡi liếm con nai con liền lập tức buông tên con nai mẹ ấy cũng kết thúc số phận một cách bi thương nằm quỵ xuống đất hạ liên tiếp hai con nai một lúc mà trong tâm ý của ngô đường vẫn chưa cho là đủ bèn đứng chờ một lát thì hình như có một con nai nữa xuất hiện ở bên cạnh đó liền dương cung buông tên con nai ấy cất tiếng kêu rồi ngã lăn ra nhưng mà tiếng kêu the thảm ấy hình như không phải là tiếng nai kêu mà là tiếng người vội vàng chạy đến nơi xem kỹ thì hóa ra con nai mình vừa bắn chết lại chính là con mình ôi thôi phục xuống ôm chầm lấy tử thi của con đau đớn tột cùng lúc bấy giờ bỗng có tiếng vang vẳng trên không trung truyền đến này ngô đường người đã biết nỗi đau thương khi con mình chết chưa ngươi không hiểu rằng tình thương con của con nai với tình thương con của ngươi nào có khác gì. Đoạn anh ta tựa mình xuống đất trông lên trời, trong lúc không đề phòng thì bỗng dưng một con mảnh hổ hung dữ từ trong bụi rậm phóng đến nhanh như chớp, cắn lìa cánh tay mà ngô đường dùng để bắn. Vậy là ngô đường nằm trên vũng máu mà chết.